Chào các bạn, đến với clip hôm nay thì mình xin giới thiệu đến các bạn là chiếc úp lưng da sần sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Plus. Và điều đặc biệt ở đây thì chiếc úp lưng này được xài chung với chiếc điện thoại Samsung Galaxy C8 ha các bạn. Chiếc úp lưng này khá là đa dạng, nó có thể xài chung được hai máy. Và đây, trên tay mình đang cầm là chiếc úp lưng da sần hiệu Neukin sử dụng cho chiếc điện thoại Galaxy J7 Plus và Galaxy C8, một sản phẩm rất là mới. Và mình xin được tháo chiếc nắp lưng ra để tự giới thiệu với các bạn. Đây các bạn, chiếc nắp lưng này được thiết kế rất là đẹp, gọn, và khi mình cầm lên có cảm giác rất là thoải mái và vừa tay. Các bạn cũng dễ dàng nhìn thấy được ha. Và với thiết kế các bộ phận như là camera, nút âm lượng, nút nguồn, rất là phù hợp với máy. Và điều đặc biệt ở đây là chiếc úp lưng với thiết kế khung sườn, các khía cạnh ôm sát chiếc điện thoại của mình sẽ hạn chế chiếc điện thoại bị chạy xước khi vô tình bị va đập. Và bên ngoài của chiếc lưng này được thiết kế bằng nhựa cứng nên có độ đàn hồi và độ bền rất là tốt. Thì hiện tại shop đã có hàng và có hai màu, màu vàng và màu đen. Mình sẽ gỡ chiếc màu đen ra để giới thiệu đến các bạn. Đây các bạn, rất là đẹp. Và mình xin giới thiệu lại với các bạn, đây là chiếc úp lưng da sần sử dụng cho chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 Plus và Samsung Galaxy C8. Và nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin chi tiết, các bạn có thể liên hệ với trang web phụ kiện di sinh.com hoặc số điện thoại 0942 38 5839. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip. Chúc các bạn một ngày làm việc thật tốt. Xin kính chào và hẹn gặp lại.